Chào mừng các bạn đã quay trở lại với các kênh YouTube của An Phát thuộc dòng phân khúc laptop học tập văn phòng Acer Aspire 5 A514 nổi lên với thiết kế cực kỳ mỏng nhẹ cùng hiệu năng mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm thú vị. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu video để khám phá chiếc laptop này nhé. Sang trọng hiện đại là những cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn vào chiếc laptop này. Acer Aspire 5 A514 sở hữu một thiết kế đơn giản thanh lịch với các đường nét bo tròn góc cạnh cùng tông màu Safari Gold hiện đại. Thì cá nhân mình thấy đây là một thiết kế quá xịn so với giá tiền mà các bạn bỏ ra cho chiếc laptop này. Trọng lượng máy siêu nhẹ chỉ 1,5kg, độ dày là 17,95mm, chuẩn form một chiếc laptop văn phòng trẻ trung nhỏ gọn và các bạn có thể dễ dàng mang đi sử dụng ở bất cứ đâu, phục vụ cho công việc, học tập, giải trí thoải mái. Và với phiên bản thì mình đang có ở đây, Acer Aspire 5 A514 thì có mức giá cực kỳ tốt, gần 16 triệu đồng tại An Phát Computer. Các bạn sẽ sở hữu ngay một chiếc máy có tổng thể hoàn thiện cực kỳ chắc chắn, với vỏ bọc kim loại nguyên khối, khung hình cứng cáp giúp tránh được các tác động bên ngoài như va chạm, chảy xước. Và ở đây thì Aspire 5 thì được trang bị màn hình 14 inch với độ phân giải Full HD, tấm nền IPS, tần số quét 60Hz. Đây là các thông số và độ sáng ở mức thông dụng cho những dòng laptop văn phòng, giúp các bạn giúp hình ảnh hiển thị sắc nét, sống động và các bạn có thể vừa thoải mái làm việc vừa có thể xem phim giải trí trên chiếc màn hình này. Và bên cạnh đó thì công nghệ màn hình độc quyền Acer ConfirmView cũng được tích hợp với độ tương phản tốt, mang đến cho lượng hình ảnh hiển thị với đường truyền dẫn ánh sáng đạt hiệu quả cao hơn, độ tương phản cao hơn cùng những chuyển động mượt mà, giúp các bạn có thể đắm chìm vào những khung hình sống động cho dù bạn ở trong điều kiện ánh sáng nào. Cạnh trên của laptop thì được trang bị webcam 720p HD và micro tiêu chuẩn, thuận tiện cho học tập và làm việc trực tuyến. Và tiếp theo thì phải kể đến phần bàn phím. Bàn phím của Acer Aspire 5 thì được thiết kế gọn gàng, phím bấm cũng có độ nảy tốt, tốc độ phản hồi nhanh chóng, mang lại cảm giác êm và thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Và điểm nổi bật của bàn phím là được trang bị thêm đèn nền giúp người dùng dễ dàng sử dụng trong không gian thiếu sáng. Touchpad thì khá rộng rãi, cảm ứng đa điểm giúp cho việc thao tác di chuyển của bạn cũng được chuẩn xác và mượt mà hơn rất là nhiều. Mà ngoài thiết kế mỏng nhẹ thì không có gì để chê thì Acer Aspire 5 A514 còn sở hữu hiệu năng mạnh mẽ với bộ vi xử lý Intel Core i5-1135G7, RAM DDR4 có dung lượng là 8GB với một khe cho phép các bạn có thể nâng cấp tối đa lên 20GB, 512GB SSD và đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics. Với cấu hình này thì các bạn có thể thoải mái xử lý các tác vụ văn phòng giải trí cơ bản hay là có thể chỉnh sửa hình ảnh làm video đơn giản trên những phần mềm đồ họa như Photoshop AI với hình ảnh chất lượng cao và có thể xuất ra 4K. Và giống như các thế hệ tiền nhiệm thì Acer Aspire 5 cũng được trang bị hệ thống cổng kết nối khá đầy đủ, bao gồm một cổng USB Type-C giúp truyền dữ liệu một cách nhanh chóng, một cổng mạng LAN RJ45, 3 cổng USB 3.2, một jack audio combo và một cổng HDMI giúp các bạn có thể dễ dàng kết nối với các màn hình thiết bị tương thích khác như máy chiếu, chuột, bàn phím, màn hình rời. Ngoài ra thì Acer Aspire 5 còn được hỗ trợ Intel Wireless Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.1, mang lại trải nghiệm đường truyền ổn định mượt mà trong từng tác vụ làm việc, học tập hay là họp nhóm trực tuyến từ xa trên các ứng dụng Google Meet hay là Zoom. Và thật khó tin khi mà chiếc laptop nhỏ gọn này lại sở hữu thời lượng pin lên đến 11 tiếng với dung lượng pin 48Wh và các bạn có thể thoải mái sử dụng liên tục từ 7 cho đến 11 tiếng cho những hoạt động công việc văn phòng thường ngày mà không lo gián đoạn vì hết pin. Và tổng kết lại thì Acer Aspire 5 A514 là một chiếc laptop học tập văn phòng đa dụng với thiết kế nhỏ gọn hiện đại cùng hiệu năng mạnh mẽ và với mức giá thì đang rất tốt, gần 16 triệu đồng thì đây sẽ là một lựa chọn đáng mua cho mọi đối tượng. Và cuối cùng thì link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả để cho các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.